Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Xúc động cảnh Trấn Thành lặng lẽ đợi Harry Won ghi hình vài tiếng để được gặp ít phút. Trên mặt Trấn Thành lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng anh vẫn đợi Harry Won ghi hình xong để được gặp nhau. Mới đây một kênh YouTube đã đăng tải một clip hậu trường quay lại cảnh ghi hình một chương trình truyền hình. Trong chương trình này có sự tham gia của Harry Won. Khi máy quay lia xuống hàng ghế khán giả gần cuối, mọi người bỗng thấy Trấn Thành đang ngồi lặng lẽ đợi Harry Won. Anh ngồi riêng một góc và chỉ ngồi lặng một chỗ, không ồn ào như mọi khi, cũng không giao lưu trò chuyện với bất cứ ai xung quanh. Được biết vì lịch diễn ghi hình dày đặc chồng chéo nên thời gian gần đây Trấn Thành và Harry Won không có nhiều thời gian gặp nhau. Vì vậy Trấn Thành đã tranh thủ lúc Harry Won đang ghi hình để tới thăm. Tới nơi, Trấn Thành thấy Harry Won đang bận quay nên lặng lẽ ngồi đợi phía dưới. Chờ vợ quay xong mới gặp, anh đã phải đợi nhiều tiếng đồng hồ. Tới mức ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn đợi và chăm chú xem Harry Won diễn. Vừa quay xong, Harry Won đã vội chạy tới chỗ Trấn Thành ngồi với một bộ đồ ngủ giản dị, không make up hay hóa trang lộng lẫy, không hề hà. Harry Won ngồi bên nơ nên đùi Trấn Thành một cách tình cảm. Cả hai tỏ ra tình tứ với nhau, nói chuyện vài phút Trấn Thành còn nựng Harry Won và tỏ vẻ cảm thông hoài hàm sự vất vả của cô. Sau đó Harry Won lại quay trở về sân khấu ghi hình. Nhiều khán giả sau khi xem xong clip đã tỏ ra vô cùng xúc động, ngưỡng mộ cặp đôi này và dành nhiều lời khen ngợi cho Trấn Thành vì sự hy sinh nhẫn lại của anh với Harry Won. Ngoài ra cũng có nhiều khán giả tỏ lòng thương cảm với Trấn Thành và Harry Won vì phải vất vả công việc mà không được gần nhau. Bình thường Trấn Thành và Harry Won luôn cà khịa gây chuyện với nhau và gọi nhau bằng đủ thứ danh xưng khiến một số người thấy kỳ lạ, nhưng thực ra họ lại rất yêu nhau đến mức thân thuộc. Trấn Thành dù bận rộn cỡ nào vẫn luôn dành thời gian đi ăn uống du lịch cùng Harry Won. Anh đi đâu cũng nhớ tới Harry Won, thể hiện qua việc mua đồ, tặng quà và nhắc tới vợ trong mọi clip. Ngược lại, Harry Won cũng luôn tình cảm với Trấn Thành. Cô còn bỏ công việc để theo Trấn Thành sang Thái Lan chỉ để được gần chồng. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.